Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thảo Duyên Vlog. Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm làm cỏ vườn cam ạ. Và bưởi, đây là vườn cam bưởi của nhà mình, vườn rất là rậm rồi ạ. Và hôm nay là chồng mình sẽ tiến hành là phát cỏ vườn cam các bạn nhé. Có rất nhiều cách để mà làm vườn cỏ cam. Có nhiều gia đình tiến hành là nhổ cỏ hoặc là xới cỏ cam, hoặc là họ có thể phun thuốc trừ sâu. Tuy nhiên là phun thuốc trừ sâu thì sẽ rất ảnh hưởng đến cây trồng, nên mọi người bây giờ đa số là nhổ cỏ hoặc xới cỏ hoặc là phát cỏ. Với số lượng lớn và nhiều cây như vậy thì phát thì sẽ rất là nhanh các bạn nhé, nhổ lâu lắm. Nguyên liệu chính để phát quả cam là gồm có máy phát này, rồi xăng này, rồi dây cuốc nhé các bạn nhé. Có nhiều nhà có thể chọn là bằng sắt để phát cỏ, như nhà mình là chọn dây cuốc để phát cỏ. Dây cuốc thì mình phải mua sẵn về và xăng mình cũng phải mua sẵn về để pha mà phát cỏ cam các bạn nhé. Đây chồng mình đang tiến hành phát cỏ vườn cam của nhà mình đây ạ. Đây máy phát như thế này, mình sử dụng thì cũng hết sức là đơn giản thôi. Mình đổ xăng vào máy phát, sau đó là bật máy phát lên rồi tiến hành ga, lắp dây cước vào cái đầu phát kia và cứ thế mà phát thôi ạ. Dùng máy phát này rất là tiện lợi và nhanh, và một buổi mình phát được rất là nhiều ạ. Như mình nhổ cỏ hay là xới cỏ thì chỉ được một luống, nhưng mà máy phát thì có thể được 5-6 luống nhá. Do là cỏ ở vườn nhà mình rất là rậm rồi nên là hôm nay là chồng mình tiến hành là phát cỏ vườn nhà mình. Các bạn thấy không, phát cũng rất là nhanh và nó cũng rất là sạch. Các bạn không lo là nó sẽ lâu. Thực ra là học phát cỏ bằng máy phát nó cũng đơn giản thôi. Đàn bà mình cũng có thể làm được. Chồng mình đã tiến hành phát bưởi là từ sáng nay rồi và đã phát được một mấy luống ở phía vườn dưới rồi các bạn ạ. Còn bây giờ là tiến hành phát ở khu vực gần nhà các bạn nhé. Các bạn thấy không ạ? Phát bưởi như này rất là tiện nhé. Và nó cũng không có sâu ở dưới đất bên trong, mà phát thì cỏ nó cũng chết hết ạ. Mà cây bưởi này không ưa là cuốc đất gần gốc cây nhiều. Nếu mà chúng ta cuốc đất ở gần gốc cây nhiều ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến rễ của cây nhá, có thể đứt rễ cây và ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây ạ. Cây bưởi cũng như cây vải và cây nhãn, nó có chu kỳ và thời gian phát triển của bộ rễ và cây, nên là khi nào thì chúng ta cần thiết là cuốc rễ cây, còn khi nào là không cần thiết cuốc rễ cây. Như thời buổi bây giờ là bưởi nhà mình đang cho quả non mà không nên cuốc đất gốc cây, như thế sẽ ảnh hưởng. Đây, những cái chỗ này là chồng mình đã phát sạch xong rồi nhá. Đây là khu vực phía bên dưới đây, mình xuống quay cho các bạn xem nhá. Đây như khu này này. Đây luống này thì là xới xới không nói làm gì. Đây, từ đây trở đi này là chồng mình muốn phát cỏ đây này. Các bạn thấy không? Phát cỏ rất là sạch luôn ạ. Trừ những cái cây nào ở phía bên trong gần gốc cây mà không phát được thì mình nhổ thôi các bạn nhé. Đây các bạn thấy chưa, sạch không? Sạch bóng luôn ạ, như mình xới cỏ luôn. Đây là một phương pháp làm mà rất nhiều người sử dụng các bạn nhé. Bây giờ máy móc công nghệ hiện đại rồi, ít người ta làm thủ công nữa các bạn nhé. Đây là cây cam Vinh nhà mình này, những quả cam Vinh đầu tiên của vụ mùa năm nay này, rất là sai quả, nhưng mà không biết là đến lúc quả to thì nó còn nhiều không. Đây,
1, 2, 3, 4 luống các bạn nhá. Sạch không ạ? Mình rất muốn chia sẻ với các bạn về phương pháp phát cỏ bằng máy phát cỏ này, vì nó không ảnh hưởng đến cây mà rất nhanh và tiện lợi, đặc biệt là đối với bà con nông dân trồng nhiều cây ăn quả hay là có vườn rộng ấy mà không thể làm kịp được. Như mình giới thủ công và nhổ thì nó rất là lâu. Mình nhổ được đầu này, giới được đầu này thì đầu cỏ bên kia đã mọc lại rồi. Nhưng mình phát cỏ như thế này, mình phát đồng loạt, mình phát một ngày mình phát được rất là nhiều rồi. Phát 2 ngày thì càng được nhiều hơn. Nó tiết kiệm thời gian và nhân công các bạn nhé. Một người làm bằng 4-5 người làm luôn các bạn nhé. Ok. Rồi. Mình sẽ quay về vườn trên xem chồng mình đã phát được nhiều chưa nhá. Và sau một buổi sáng chắc là chỗ ở gần nhà mình là sẽ phát xong các bạn nhá. Phát như này không ảnh hưởng đến rễ luôn các bạn nhá. Tại vì rễ cây nó cắm xuống dưới sâu lòng đất rồi. Đây, đây là khu vực chồng mình đã phát xong này. Các bạn thấy không? Thực ra là cái thời gian mà phát xong chỗ này cũng phải tầm gần 1 tiếng. Mình chờ chồng mình phát xong cả buổi sáng nay rồi. Ok, mình quay cho các bạn xem một lần. Các bạn thấy sạch không ạ? Lúc mới đầu mình quay thì nó rất là rậm, bây giờ rất là sạch bóng luôn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhá. Nếu có bình luận gì thì hãy bình luận bên dưới nhá. Bye bye, tạm biệt các bạn nhá.